Mến chào quý vị và các bạn, đây là chương trình Nấu Ăn Express với Kha Ti Hà. Và như thường lệ, mình sẽ cùng nhau nấu những món rất là ngon miệng và dễ làm. Hôm nay Kha Ti có một món mà Kha Ti nghĩ quý vị sẽ rất là thích. Nghe cũng lạ lạ nhưng mà cũng quen quen. Đó là món cá salmon lúc lắc. Kha Ti thấy là bò lúc lắc thì là những món mà nhiều người rất là thích, không chỉ vì người Việt nhưng mà những người ngoại quốc cũng thích cái món đó luôn. Kha Ti thấy rằng là cá salmon làm theo mà kiểu lúc lắc này thì rất là hợp với ăn với cơm. Kha Ti biết là giống như là bò lúc lắc thì là người Việt mình cũng rất là thích mà người ngoại quốc cũng rất là thích cái món đó. Nên Kha Ti sẽ mượn cái gia vị của bò lúc lắc mà thay vì xài bò thì Kha Ti sẽ trộn vào, đó là cá salmon lúc lắc. Nghe hấp dẫn chưa? Kha Ti có đây là đi chợ, có thấy đây là salad son. Và kế bên đây Kha Ti có tí xíu cà. Đây là cà Roma tomato, ít hột và giòn, hấp dẫn nữa. Đây là mushroom, Kha Ti thấy là rất là tươi, ngon. Nên cũng lấy vài cái đặng mình xắt ra mình xào. Trong đó thì Kha Ti có đây luôn là bell pepper màu vàng, cho bổ và màu nó cũng rất đẹp. Cũng giống như là mình sẽ có tỏi và hành trắng. Kha Ti có một tí xíu đây là hành thơm. Đây, bên này thì mình thấy đây là cá salmon. Hôm nay đi chợ, cá này rất là tươi. Mình thấy đây, cá này là filet và sẽ để luôn da. Tại vì da đó, mình sẽ có cái chất béo của cá và luôn là ở trong da nó có chất mỡ, chất dầu trong đó rất là tốt cho các cô em, là tại vì làm da mình rất là đẹp mà mịn nữa. Và gia vị để mình ướp cá thì cũng không có khác gì những cái gia vị ướp. Trong đó Kha Ti có đây là Celtic soy sauce, nhưng mà thực ra đó là nước màu. Mình phải có một cái để cho nó cái màu nó đẹp lên. Cũng như là tại cái này có cá nên Kha Ti sẽ ướp với tí xíu nước mắm. Mà Kha Ti xài đây là nước mắm ngon, nước mắm Nhĩ ha. Và cũng có tí xíu mùi vị của dầu hào thượng hạng, tiêu, giấm, muối đường đây. Hồi nữa mình sẽ làm một tí xíu giấm đặng cho cái salad son. Và quý vị hỏi, ủa sao có chanh nữa? Chanh này hồi làm một tí xíu là muối, tiêu, chanh đặng chấm. Ok, thôi để bây giờ thì mình sẽ ướp cá nhanh một tí ha. Cái này thì mình nhớ là phải mua cá rất là tươi. Tại vì tại cái này là mình sẽ không có phải mình nấu quá lâu. Tại vì nấu quá lâu thì thịt cá nó sẽ cứng không còn ngon nữa. Nên mình sẽ nấu nó rất là nhanh. Nên Kha Ti làm đây là khoảng chừng 1.5 inch nè. Mình cắt như thế này. Nhớ xài dao bén. Phải có da như thế này ha. Đó. Bây giờ mình lấy lại là mình làm, mình cắt đặng cho nó vuông vuông như thế này. Đó. Đó. Như thế này, mình thấy nó vuông vuông. Lúc mà hồi nó mình xào cá lên á, mình muốn nó chín ở ngoài và ở trong nó vẫn còn hồng hồng, đặng cho nó chất bổ vẫn còn trong đó. Rồi mình cứ cắt vuông vuông nha. To to, dày dày. Và lúc mà mình đi chợ về làm cá này thì mình để vào tủ lạnh, chưa nào nấu cá, làm cá là mình mới lấy ra. Tại mình muốn giữ cho nó lạnh đó. Kha Ti sẽ ướp với nước mắm. Mình xài khoảng chừng một muỗng canh nước mắm thôi á. Như thế. Kha Ti để lên đó luôn. Và lấy tay đây, mình chỉ trộn như thế này. Mình muốn nước mắm nó thấm vào cá. Và một cái nữa là nước mắm nó có muối trong đó và nó sẽ làm săn cái thịt cá lên một tí. Đó là kể như là ướp cá kiểu này. Sau đây thì Kha Ti sẽ để một tí xíu tiêu như thế này. Tiêu fresh như thế này, tươi đặng cho nó thơm. Rồi, xong để qua bên. Rồi sau đây, để clean cái thớt và dao thì mình sẽ cắt những cái vegetable mà để xào chung. Đây Kha Ti sẽ làm cái mushroom trước ha. Xong rồi rào đó, xong rồi mình làm cái bell pepper. To thiệt là to hôm nay, tươi mà ngon nữa. Chừng 5 cái nấm trắng này. Button mushroom. Alright. Cái này để đây. Và luôn đây là yellow bell pepper, có chừng một cái nhỏ như thế này. Mình sẽ cắt nó dài dài.
và đừng có quá mỏng, không dày dày như thế. Yep. Rồi, và đây thì là mình phải xài tỏi cho thơm. Xài phân nửa, khoảng chừng phân nửa cái củ tỏi này đây. Khoảng chừng 5 tép là vừa. Mỏng như thế ha. Cái này là khỏi bầm, mình that's why mình làm nát nát. Lấy vỏ ra. Rồi, đây. Bây giờ mình cắt luôn hành trắng. Và mình sẽ đây, hành này đó thì mình sẽ cắt nó to to mà cắt chiều dài nha. Là như thế, xong rồi mình cỡ nhớ rồi cỡ gỡ nó ra. À, hành này cay thiệt, nhưng mà mình thấy là hành nào mà không cay, tình nào mà không nồng, phải không quý vị? Rồi, để qua tô này luôn. Củ hành nhỏ này cuối cùng, mình cho nó thơm luôn. Rồi, cái này mình cắt mỏng mỏng nha. Xong rồi, để luôn chung với tỏi. Khỏi mầm nhuyễn. Chỉ vừa vừa thôi, không có nhuyễn. Để luôn đây. Rửa rau salad. Sau đây thì là Cathy sẽ để này ra. Xong rồi để ra dĩa luôn. Tại hồi nãy mình làm cá xong rồi để lên trên mặt liền. Mình cắt không chừng phân nữa. Như thế, tại vì nó rất là non và cũng nhỏ nhỏ rồi. Cathy sẽ để trên đây. Wow. Rất là hợp với cơm gia đình mình để một dĩa to như thế này, hấp dẫn mà. Cà này thì là sẽ cắt khoanh tròn tròn. Cathy rất là thích Roma tomato, nó giòn và nó rất là ít hột. Đó. Mình để lên đây. Lên đây. Chắc mình xài khoảng chừng 2 trái là vừa. Ok. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ đến bếp để chuẩn bị làm cá ha. Alright. Ok. Quên này đây. Để những đồ gia vị đây. Cathy sẽ làm cái nước sauce trước. Đặng một hồi nữa mình để vào để mình xào chung với cá. Và kế bên đây thì Cathy có đây ha. Mình sẽ xài trước hết là một muỗng canh dầu hào thượng hạng đây. Cái một muỗng canh này vừa thôi, không có quá to. Rồi, dầu hào thượng hạng đây, để vô chén. Xong rồi, mình có luôn đây là nước màu. Cathy sẽ xài nửa muỗng cà phê. Mình cho cái màu cho nó đậm đà lên, cho nó hấp dẫn. Xong rồi Cathy sẽ để một muỗng canh nữa nước mắm đây. Cũng như tí xíu đường, Cathy sẽ xài nửa muỗng canh đường đây. Cathy đây, đường trắng thôi. Rồi, tí xíu tiêu đen vào đây, trộn lên. À, như thế. Tí xíu dầu cho chậm. Đây. Trước hết thì là mình phải xào hành với tỏi. Mình sẽ xài phân nửa cái phần này thôi, tại vì phân nửa kia để cho cá ha. Đây, Cathy lấy tỏi đây. Rồi, phân nửa. Đó. Mình xào khoảng chừng 1 phút để cho nó chín và vàng vàng, cho thơm lên nữa. Chưa vàng. Trong thời gian đó Cathy để tí xíu muối thôi này, vào thẳng vào đây luôn. Và tí xíu đường cho nó vàng lên. Mình thấy cho nó vàng, mình cho nó thơm lên. Rồi, vàng xong đây mình để tất cả. Đây là hành trắng đây, nấm và bell pepper luôn. Xào nó trước. Dạ, cái xào đây thì khoảng chừng 3 đến 5 phút mới là chín chín. Mình muốn nó chín và giữ cái màu cho đẹp nữa. Và các bạn nhớ là lúc mà mình xào cái này đó, mình nhớ để lửa cao. Tại vì cái này đó mình muốn nó ráo, đặng cho nó bóng lên như thế này. Và đặng cho nó ra chất ngọt và nó dịu xuống một tí. Cái này kể như là xong rồi đó. Mình thấy không, nó ráo đây. Nó xào như thế này. Như vậy trong đó nó có chất chứa nước, nên như vậy là mình muốn nó ráo và giữ cái màu. Kể như là xong, Cathy sẽ lấy ra.
Rồi đây, mình đổ ra đây. Bây giờ mình tiếp tục là để làm phần cá nha. Rồi tí xíu dầu ha, ra hai cũng chừng 2 muỗng canh. Phải để nóng mới là nóng nha. Xong rồi mình để vào lại hành và tỏi đây. Đó, mình thấy chưa? Để cho nó cũng vàng lên một tí, để cho nó thơm lên. Xong rồi mình mới để vào cá. Sau đây Cathy sẽ để cá vào và sẽ xài cái đũa đang để nó từ từ vào. Nhất là cái phần này Cathy muốn để là cái da xuống, để cho nó vàng cái da. Cái này nó hơi gian nên mình mình be careful một tí. Da để vào nhanh lên. Cathy sẽ để vô đây trước đi, xong rồi xong mình lật nó ra. Đó, lật cái da xuống cho nó vàng trước. Cái này hả, Cathy sẽ làm rất là nhanh, khoảng chừng là 2 phút. Tại vì dầu nó nóng và cá này là cái loại cá mình muốn nó không có quá chín, mình muốn nó vừa chín thôi. Ready. Rồi, bây giờ Cathy sẽ để vào cái sốt đây. Cái sốt hồi nãy để sẵn đây. Đó, rồi mình nhớ lật cái da ở dưới cái này. Đưa cái da ở dưới. Yeah, mình thấy bắt đầu nó chín rất là nhanh. Cathy sẽ thoát nó lên như thế này, mình trộn nó lên nhanh. Mình thấy cái da đã chưa? Nó màu vàng như thế. Mình không có muốn nó bị nát hoặc là nó bị bể đó. Nhớ để lửa rất cao. Thực ra cái cá này nó rất là chín, rất là nhanh, nên mình phải nhớ là mình coi nó, nghĩa là đừng có để nó quá chín. Giống như là Cathy thấy cái loại Cathy có hôm nay nó cắt vừa vừa dày dày như thế, là cái da cho 2 phút để cho nó giòn giòn lên, để cho nó thơm. Và cái lúc mà cái thịt da cá đó thì là Cathy thấy là khoảng chừng là 4 phút là xong. Nghĩa là giống như Cathy đã tắt lửa rồi, nhưng mà nó sẽ còn tiếp tục nóng. Và nó sẽ tiếp tục nóng nữa. Nên bây giờ mình bắt ra dưới lò, xong mình để lên trên cái salad nha. Ok, let's go. Nhưng mà trước khi đó hồi để cái này lên trước. Bây giờ như là quý vị thấy đây hồi nãy mình nè. Đây là để Cathy để hành và bell pepper. Xong rồi cái mushroom luôn nè, để ở dưới như thế này. Để nó lên như thế, Cathy muốn vừa vừa thôi. Bạn có chỗ mình để cá nữa. Đó. Xong bây giờ là Cathy sẽ để lên cái phần cá đây, mình để lên trên như thế này. Trong đó có tỏi nè, hành nè, mình thấy chưa? Đó, tí xíu tiêu cho nó hấp dẫn nè. Yeah, đây là tí xíu muối tiêu đây. Rồi nó mình vắt chanh. Đó, xong rồi, cũng là làm nhanh đây, là tí xíu nước giấm đặng mình để chung quanh cho cái salad son, cho nó chua chua ngọt ngọt. Đây Cathy sẽ có, đây là giấm trắng ha, hai muỗng canh giấm nha. Xong rồi nửa muỗng canh đường đây, nửa muỗng canh đường và cũng tí xíu muối, tí xíu muối. Thật ra cái này mình muốn nó chua chua ngọt ngọt. Xong rồi cái giấm này Cathy sẽ rưới nó chung quanh đây, chỉ muốn cái salad với cái cà cho nó chua chua ngọt ngọt, cho nó vui vui. Yeah, just like look black style. Rồi sau đây thì đến phần mình cơm. Cathy bới tí xíu cơm đây. Yeah, cơm hấp dẫn. Đây, quý vị thấy đây, Cathy có tí xíu cơm trắng. Thực ra ăn cái này ăn không cũng rất là ngon. Chắc tí xíu chanh vô đây. Yeah. Quậy lại một tí. Xong rồi mình để tí xíu cơm ngon. Mình để tí xíu đây. Cathy lấy cái cá nè, hấp này hấp dẫn chưa. Để lên đây. Cũng như là Cathy thích là có hành đây, đằng cho nó ngọt ngọt đây. Bell pepper cho bổ nè. Và đâu rồi salad son đây, cho nó giòn giòn, nó nhẵn nhẵn nữa. Và nó bổ nữa. Chắc cái kiểu này là phải cho một miếng cá to nữa đây. Đó, thì sẽ chấm vô đây tí xíu nước chanh nè, muối nè, tiêu nè, ăn nha.
cá béo quá, thơm quá. Cathy nghĩ là hồi xưa mình thích bò lúc lắc, bây giờ mình sẽ thích salmon lúc lắc. Mình thấy là salmon nè, mình cắt to như thế này đặng cho ở trong nó không có quá khô, nó vừa đây, nó vừa, nó hầm ở bên trong như thế này mình mới to. Rất là thích. Cathy mong rằng quý vị và các bạn hãy làm cái món salmon lúc lắc này cho gia đình và bạn bè quý vị vào cuối tuần này, tại cái món này quá tuyệt vời và vừa bổ vừa ngon và xem rất là đẹp mắt. Quý vị có đồng ý hay không? Cathy mong quý vị hãy email Cathy vào cathyhacooking@yahoo.com và mong quý vị sẽ chia sẻ những câu chuyện nấu ăn quý vị có cho Cathy nghe. Hẹn gặp quý vị kỳ sau, mình sẽ cùng nhau làm những món rất là ngon miệng và dễ làm. Thôi để Cathy ăn tiếp. Bye bye.